Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của kênh Nhân BB. Các bạn ơi, các bạn nhìn kìa, ui, kia chính là tên Scooby Toilet Nơi Cưa các bạn ơi. Ôi không, hôm nay hắn xuất hiện ở nhà Nhân BB rồi. Ui các bạn ơi, nhìn kìa, bên kia cũng có một tên Scooby Toilet mới kìa. Wow, ui các bạn ơi nhìn đi. Ui các bạn thấy chưa, đây là mấy tên Scooby Toilet trực thăng nha các bạn nha. Đây các bạn này, các bạn nhìn tên Scooby Toilet Nơi Cưa này, các bạn nhìn thấy hắn có ngầu không các bạn ơi. Ui nhìn hắn đẹp thật sự luôn các bạn ạ. Hắn còn đeo cả kính đen nữa này các bạn này. Ui các bạn ơi, ui đằng sau hắn là có hắn cả tên nửa luôn. Ui nửa đấy các bạn ạ, giúp hắn có thể bay được. Còn bên đây là cánh tay của hắn, cánh tay của hắn được nắp những cái lưỡi cưa các bạn ơi, để cưa TV man đấy. Ôi không, bây giờ Scooby Toilet này mạnh quá. Ui hắn đang chỉ huy một đội quân này các bạn ạ, đội quân Scooby Toilet máy bay trực thăng các bạn ơi. Ôi không, còn sang bên đây thì sao các bạn ơi. Ui các bạn nhìn này, đây chính là tên Scooby Toilet bị đóng đinh các bạn ơi. Ui các bạn nhìn tai của nó này, trong tai của nó bị đóng đinh đấy các bạn nè. Ui các bạn ơi, các bạn ơi nhìn này, đây có một cái đầu camera, thì ra tên Scooby Toilet này đã bẻ một đầu của camera, người camera để nắp vào hắn các bạn nè. Ui không, tên Scooby Toilet này thật là ác độc các bạn ơi. Ui nhưng mà mình nhìn hắn mạnh quá, bên ngoài hắn có một lớp áo giáp lá chắn này các bạn này. Wow, của các bạn biết đây là cái gì không? Cái này này, đây này, đấy này, cái này chính là vũ khí của hắn đấy. Hắn sẽ dùng cái này để chặt người cameraman. Ôi không, tên này được lắm. Chắc là mấy cái tên Scooby Toilet này theo tên Scooby Toilet G-Man đấy các bạn ạ. Đây này, còn có cả Scooby Toilet nhà khoa học và Scooby Toilet quân đội nữa. Nhưng mà các bạn ơi, hôm nay không có ai giúp Nhân BB. Ui không có người khổng lồ nào các bạn ơi. Trên trần nhà Nhân BB cũng không có một ai luôn. Ôi không, các chiến binh đã đi đâu hết rồi các bạn ơi. Ui các bạn ơi, chắc là các chiến binh đã đi ra ngoài thành phố kia rồi các bạn à. Kìa kìa, đấy mọi người đã, chiến binh đã đi ra ngoài thành phố bảo vệ thành phố rồi. Các chiến binh cứ tưởng là bọn Scooby Toilet đã bị tiêu diệt, nhưng không ngờ bọn chúng vẫn còn, và bọn chúng cũng xuất hiện thêm những cái tên Scooby Toilet mới nữa các bạn ơi. Ôi không, ui các bạn ơi, thế là hôm nay chỉ có một mình Nhân BB đấu với lại Scooby Toilet ư? Các bạn ơi, các bạn đang xem hãy ấn nút like và ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Nhân BB nha các bạn nha. Ui mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Ôi không, các bạn ấn like giúp mình để mình có thể đánh bại được hết tất cả bọn Scooby Toilet này nha. Ui các bạn ơi, nếu mà đúng mà một mình Nhân mà đánh bại bọn Scooby Toilet này thì hơi khó các bạn ạ. Ui để mình xuống cái căn hầm nhà mình xem nào các bạn ơi. Ui không biết có ai ở, còn ai ở đây nữa không để có thể giúp được Nhân BB không các bạn ơi. Anh em mình xem là nha. Ui các bạn ơi, hầm nhà Nhân BB còn người, còn người đầu loa, người đầu máy chiếu và cameraman. Ôi các bạn ơi, may quá các bạn à. Ui vẫn còn các chiến binh của Nhân BB ở đây. Anh này anh còn đang nhảy này các bạn ơi. Anh ơi, chúng ta đã chiến thắng đâu mà anh lại nhảy như vậy. Ui hôm nay chúng ta sẽ lên trên kia chiến đấu với bọn Scooby Toilet. Người đầu camera ơi, ở trên nhà Nhân BB có hai tên Scooby Toilet mới mạnh lắm. Mấy tên này á không biết từ đâu xuất hiện đi, hắn muốn chiếm vườn nhà Nhân BB. Ôi không, các anh ơi hãy nên giúp đỡ Nhân BB nha. Người đầu máy chiếu ơi, hãy nên giúp đỡ Nhân BB nha, kể cả anh người đầu loa nữa. Các bạn à, bây giờ các bạn hãy ấn like và ấn đăng ký kênh giúp người đầu loa và người đầu máy chiếu có thể đến để giúp đỡ Nhân BB nha các bạn nha. Đấy, mọi người ấn like thì các anh mới đến giúp đỡ được Nhân đấy các bạn ạ. Không có các anh không giúp đỡ đâu. Các anh bảo là nếu mà các bạn không thích chúng tôi đánh bại bộ sở cơ BB to nhất thì chúng tôi cũng không nên ấy. Nên là các bạn nhớ ấn nút like nha, ấn nút đăng ký kênh nha các bạn nha, và ấn nút bình luận nữa nha. Đấy, bây giờ Nhân BB sẽ đếm từ 1 đến 3. Các bạn hãy ấn nút like và ấn nút đăng ký kênh và ấn cả bình luận nữa nha các bạn nha. Mình bắt đầu đếm này. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn ơi, Nhân BB đếm tận tới 5 luôn để cho các bạn có thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh đây. Và bây giờ thì các anh ơi
thì các bạn đã ấn like, ấn đăng ký kênh giúp Nhân BB rồi và ủng hộ các anh giành chiến thắng đấy. Các anh hãy lên và đánh bại bọn Sucker BD Toilet kia nhé. Các anh ơi, hãy đi theo Nhân BB lên trên kia chiến đấu với bọn Sucker BD Toilet nào. Ok các bạn ơi, Nhân BB đã đưa được các anh ra ngoài đây. Các anh đồng ý chiến đấu vì tất cả các bạn đang xem cái video này đã ấn nút like và ấn nút đăng ký kênh ủng hộ chúng mình các bạn ạ. Kìa kìa, mấy tên Sucker BD Toilet kia, các vị sẽ không thắng được chúng ta đâu. Các bạn ơi, khi sau khi thì mình bảo các anh lên trên đây đi, thì mình đã thấy xuất hiện những chiến binh mới các bạn ạ. Đây này, đây không phải là những chiến binh mới mà những chiến binh cũ đã quay lại các bạn ạ. Đây này, robot máy ảnh này các bạn nha. Đấy, robot camera đấy, chiếc loa này biết bay nha các bạn nha. Ấy còn chiến binh này là chiến binh người đầu camera men khổng lồ, anh này cũng yếu thôi các bạn ơi. Còn đây là chiếc loa, chiếc loa này sẽ phát âm thanh thật to để đánh bại bọn Sucker BD Toilet các bạn ạ. Còn đây là chiếc xe quân đội của chúng mình các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy thế nào, với đội hình như này bọn mình có thể đánh bại được tên Sucker BD Toilet này không hả? Kể cả cái tên Sucker BD Toilet mới cưa ở kia nữa các bạn ơi. Ui các bạn ơi, chúng ta cùng nhau xem cái video này nha. Tất cả là tại tên G-Man này này, hắn đã mang những cái tên Sucker BD Toilet mới đến các bạn ơi. Các mình sẽ không bao giờ đánh bại được chúng ta đâu. Các bạn ơi, Nhân BB rất mong nghe tất cả các bạn đang xem cái video này của Nhân BB, các bạn hãy ấn like, ấn đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nha. Còn các bạn ơi, nhớ bật cả chuông thông báo nữa và bình luận nữa các bạn ạ. Các bạn hãy bình luận số 1 để cổ vũ cho người cameraman nha. Còn nếu các bạn thích Sucker BD Toilet trong ngày hôm nay giành chiến thắng thì các bạn hãy bình luận số 2 các bạn nha. Ok ok, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem trận chiến này nha. Hy vọng chúng mình sẽ giành được chiến thắng. Các anh ơi, chúng ta chuẩn bị chiến đấu rồi đấy. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh giúp chúng ta hết rồi. Nên là các anh cố gắng đánh bại bọn Sucker BD Toilet này nha. Ok, người khổng lồ hôm nay không xuất hiện, TV Man không xuất hiện vì các anh ấy đang ở ngoài thành phố, đang giải cứu mọi người. Tí nữa có thể cánh sẽ về giúp đỡ chúng ta, nhưng mà hiện tại thì một mình chúng ta phải đánh bại bọn chúng đã. Các anh ơi, chuẩn bị chiến đấu nhá, chuẩn bị chiến đấu nhá. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã nói các anh ấy chuẩn bị chiến đấu rồi, chúng ta cùng nhau xem trận chiến này nha. Hy vọng là bọn mình sẽ giành được chiến thắng các bạn ạ. Ok ok, 1 2 3, trận đấu bắt đầu. Tấn công. Ui các bạn ơi, tấn công đi. Các anh ơi, tấn công, tiêu diệt bọn chúng đi. Ui các bạn ơi, bọn chúng mạnh quá. Ui các bạn ơi, tên lưỡi cưa này nó xuất hiện ở dưới rồi. Ui đồ chơi khỏi Nhân BB, cố lên. Ui giời ơi các bạn ơi. Ui ui, bọn chúng cương lại camera mình ra rồi. Ôi không, ui tên mày ủi kia hắn mạnh quá. Ui các bạn ơi, cả tên Sucker BD Toilet nhà khoa học nữa. Ui các bạn ơi, bọn chúng đã tiêu diệt hết đội quân của mình rồi. Ui các bạn ơi, ui bọn chúng vẫn còn sống, những tên khổng lồ này vẫn còn sống. Ui nhưng mà tên Sucker BD Toilet nơi cưa có vẻ như hắn đã bị tiêu diệt rồi các bạn ạ. Nhưng mà tên kia hắn vẫn còn sống. Ui được lắm, được lắm. Các bạn ơi, chắc là các bạn chưa ấn like, ấn đăng ký kênh ủng hộ Nhân BB rồi nên là bọn mình đã bị thua mất rồi. Tên kia hắn vẫn còn sống. Được rồi, để Nhân BB sẽ đánh bại bọn chúng. Nhân BB sẽ lấy vũ khí của mình ra. Mọi người ơi, nhớ ấn like, ấn đăng ký kênh ủng hộ Nhân BB nha các bạn nha. Mọi người nhớ đấy, chiến đấu, tấn công. Ui, Nhân BB sẽ phải đánh bại bọn nó. Ui, cứu với. Cứu với, đây này, đây là Sucker BD Toilet kia kìa. Ây, da, bắn trúng vào đầu nó luôn. Da, da, ui rồi ôi, tấn công hắn như thế mà hắn không sao đâu các bạn ơi. Ui, tên đấy đúng là châu bò thật sự luôn các bạn ạ. Tấn công, à, đây rồi. Da, tên Sucker BD Toilet bị ông Minh này, ta sẽ tiêu diệt mi. Mọi người ơi, các bạn đang chạm ơi, ấn này, đã ký kênh ủng hộ Nhân BB đi. Có vẻ như mấy tên này rất là chạy cối và bọn chúng rất là mạnh các bạn ạ. Da, ui, bắn trúng cái mồm hắn luôn. Ui, cái mồm hoàn đang há này. Ui các bạn ơi, ui trời ơi, khó nhỉ. Cái mồm hoàn đang há. Tấn công. Ui, Sucker BD Toilet chạy qua cũng được. Không được rồi, mình phải lấy cây gậy sức mạnh của mình ra. Ui. Đến Sucker BD Toilet quân đội kìa. Được rồi, các mình cứ chờ ta tí, ta sẽ lấy cây gậy sức mạnh của ta ra. Cây gậy sức mạnh đây rồi. Cây gậy sức mạnh của mình đã được nâng cấp. Ha 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 ha.
sợ Curry Toilet này. Sức mạnh cây gậy của ta sẽ đánh bại tất cả các mi. À, ui không được rồi các bạn ơi. Quá khó đối với nhân BB. Tiêu diệt, tiêu diệt, tiêu diệt bọn chúng, tiêu diệt bọn chúng. Ôi không các bạn ơi, một chân này quá khỏe. Một mình nhân BB không thể đánh bại được chúng. Trời ơi các bạn ơi, thế là nhân BB phải trốn đi rồi các bạn ơi. Mọi người ơi, các bạn đang xem cái video này của nhân BB ơi, bây giờ các bạn hãy ấn nút like. Ê, 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 một tên sân cơm đi tôi đã skill cho ông. À, ui, what the. Tên sân cơm đi tôi đã skill cho mình, hắn dám vào đây tấn công mình. Mọi người ơi, các bạn hãy ấn nút like, ấn nút đăng ký kênh các bạn nha, để các siêu anh hùng có thể đến và đánh bại sự cơ vi to nhất giúp nhân BB nha. Người khổng lồ ấy các bạn ơi, TV máy khổng lồ ấy các bạn à. Mọi người ơi, nhớ đăng ký kênh, ấn like, nhấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Ok, mình phải trốn thôi các bạn ơi, của chúng tôi tấn công mình, của chúng tôi bắt mình đấy. Nhớ giúp mình nha.